Xin chào các bạn nhỏ của Kiến Guru. Các con biết không, cô vừa hoàn thành một mạch điện đơn giản ở đây. Các con cùng quan sát nhé. Đây chính là nguồn điện. Và từ nguồn điện thì cô sẽ sử dụng hai dây dẫn lắp vào mạch để mang năng lượng điện từ pin đến bóng đèn. Bóng đèn sẽ tượng trưng cho một thiết bị tiêu thụ điện. Nhìn vào mạch điện này thì các con thấy gì nào? À, khi mạch được lắp đúng cách thì đèn mới sáng lên được. Và nếu như cô chỉ sử dụng một dây dẫn để nối từ nguồn đến bóng đèn, thì liệu đèn có sáng nữa không hả các con? À, đèn sẽ không sáng nữa. Tại sao vậy các con nhỉ? Để lý giải điều này thì cô mời các con vào bài học ngày hôm nay. Lắp mạch điện đơn giản. Các con thấy đấy, ở thí nghiệm vừa rồi, nguồn điện mà cô sử dụng chính là pin. Như ở bài trước cô đã giới thiệu cho các con, thì bên trong quả pin sẽ chứa những chất hóa học đặc biệt và có thể biến đổi thành năng lượng điện, từ đó cung cấp cho các thiết bị sử dụng. Và các con biết không, mỗi quả pin sẽ có hai cực, một cực là cực dương và một cực là cực âm. Thường thì các cực sẽ được ký hiệu lên thân của viên pin, các con hãy quan sát lên màn hình nhé. Trong thực tế, có rất nhiều loại pin khác nhau và năng lượng điện dự trữ thường được ghi trên vỏ của mỗi viên pin. Từ đó, nó sẽ được lắp vào một thiết bị điện phù hợp với mức năng lượng mà viên pin có. Nhiệm vụ của các con bây giờ là gì nhỉ? À, hãy lấy cho cô một số ví dụ về các thiết bị điện sử dụng năng lượng từ pin. 5 giây suy nghĩ dành cho các con. 5 giây bắt đầu! Các con đã có câu trả lời chưa? Rất đơn giản đúng không nào? Pin được lắp vào rất nhiều thiết bị như là lắp vào chiếc điều khiển, chiếc đèn pin, máy báo động hay là với năng lượng pin lớn hơn, nó còn được lắp ở các phương tiện để di chuyển hàng ngày như là xe đạp điện, xe máy điện nữa đó. Nhưng các con biết không, không phải chúng ta cứ lắp pin vào trong các thiết bị thì các thiết bị sẽ hoạt động đâu các con nhé. Mà các con phải lắp đúng cách. Vậy lắp thế nào là lắp đúng cách? Để trả lời câu hỏi này thì cô mời các con tìm hiểu ở phần tiếp theo. Trước tiên thì cô muốn giới thiệu cho các con một thiết bị tiêu thụ điện mà cô vừa sử dụng trong mạch vừa rồi. Các con có nhớ đó là gì không? À, đó chính là chiếc bóng đèn. Và cụ thể trong bài học ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các con về bóng đèn dây tóc. Các con cùng quan sát lên màn hình nhé. Một bóng đèn dây tóc thì gồm có hai bộ phận chính. Thứ nhất là núm thiếc và thứ hai là dây tóc. Núm thiếc chính là phần đỉnh nhọn bên ngoài bóng đèn được làm bằng thiếc. Đây chính là nơi nhận năng lượng điện từ nguồn truyền đến. Từ đó, dòng điện chạy qua núm thiếc và tiếp tục truyền đến dây tóc bóng đèn. Và các con biết không, phần dây tóc này được làm bằng một vật liệu đặc biệt. Chính vì thế, khi dòng điện đi qua dây tóc, làm cho dây tóc nóng lên tới mức có thể phát sáng đó các con ạ. Vậy là cô và các con vừa tìm hiểu về pin và bóng đèn. Để trả lời câu hỏi xem lắp pin như thế nào cho đúng cách thì các con hãy quan sát lên màn hình nhé. Các con thấy không, dòng điện sẽ được truyền đi từ cực dương của viên pin đến núm thiếc của bóng đèn bằng dây dẫn đồng bọc vỏ nhựa, hay người ta còn gọi đây là dây dẫn điện. Sau đó, dòng điện tiếp tục truyền đi đâu các con biết không? À, dòng điện tiếp tục truyền đến dây tóc bên trong bóng đèn, rồi sau đó sẽ truyền theo dây dẫn trở lại cực âm của viên pin. Nhưng đến đây các con cần phải lưu ý, để cho đơn giản và dễ phân biệt thì khi dây dẫn nối với cực dương của viên pin, người ta sử dụng dây dẫn màu đỏ, còn nối với cực âm của viên pin, người ta sẽ sử dụng dây dẫn màu xanh. Đó là lý do vì sao trong một mạch điện đơn giản, người ta phải sử dụng hai dây dẫn, vì dòng điện sẽ đi ra từ cực dương của viên pin và vào ở cực âm của viên pin. Để cho các con dễ hình dung hơn, thì ngay bây giờ cô sẽ tiến hành lắp một mạch điện đơn giản. Các con hãy quan sát một số đồ dùng thí nghiệm mà cô đã chuẩn bị ở đây nhé. Gồm có nguồn điện chính là từ viên pin, bóng đèn dây tóc và hai dây dẫn điện. Và không để các con chờ lâu nữa, các con hãy hướng mắt lên màn hình để quan sát cách để cô lắp một mạch điện đơn giản. Cô dùng dây dẫn màu đỏ, sau đó nối với cực dương của nguồn điện, rồi đầu còn lại của dây dẫn thì nối với bóng đèn. Tiếp tục dùng dây dẫn màu xanh
nối với cực âm của nguồn. Và đầu còn lại thì nối với bóng đèn. Lúc này các con thấy gì nào? À, bóng đèn đã sáng rồi các con ạ. Vậy là chúng ta đã hoàn thành một mạch điện đơn giản rồi đấy. Vẫn thí nghiệm như vậy, nhưng cô muốn thay bóng đèn bằng quạt. Thì cô làm như nào hả các con? Rất đơn giản, chỉ cần tháo hai đầu dây đang lắp với bóng đèn. Rồi sau đó, hai đầu dây này lắp vào quạt. Các con thấy điều gì xảy ra? À, cánh quạt đã quay rồi các con ạ. Vậy là chúng ta đã hoàn thành mạch điện đơn giản làm cho quạt quay rồi đó. Và các con biết không, dòng điện đi qua dây dẫn để thắp sáng bóng đèn. Nhưng có phải dây dẫn nào cũng thắp sáng được bóng đèn hay không? Không đâu các con ạ. Thực tế có những vật liệu cách điện và có những vật liệu dẫn điện. Để kiểm tra điều này, cô và các con sẽ quay lại với mạch điện mà chúng ta vừa lắp. Rồi sau đó ngắt một chỗ nối trong mạch để tạo ra chỗ hở. Lúc này mạch bị hở, đèn sẽ không sáng. Sau đó lần lượt chèn vào chỗ hở của mạch các vật liệu khác nhau như là nhựa, đồng, sắt, cao su, thủy tinh hay là bìa. Và cô thu được kết quả như bảng sau đây. Các con hãy quan sát lên màn hình nhé. Từ kết quả bảng này thì các con thấy ngay rằng nhựa, cao su và thủy tinh và bìa thì không cho dòng điện đi qua. Và những vật liệu như vậy người ta gọi là vật cách điện. Còn đồng và sắt thì cho dòng điện đi qua, nên nó được gọi là vật dẫn điện đó các con. Vậy là qua bài học ngày hôm nay, cô đã hướng dẫn cho các con cách để lắp một mạch điện đơn giản. Ngoài ra, còn tìm hiểu về một số vật liệu dẫn điện và một số vật liệu cách điện. Hy vọng rằng bài học ngày hôm nay đã cung cấp cho các con nhiều kiến thức bổ ích. Bài học đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con! Tải ứng dụng Kiến Guru để xem tiếp bài học nhé!